Tình hình hôm nay chúng tôi đang quay cái phim về Coldplay, một cái phim mới và sắp tới sẽ ra mắt với tất cả các bạn trên kênh Lại Chuyện. Thì trong lúc anh em đang nghỉ xả hơi ấy, thì diễn viên chính, một nữ diễn viên xinh đẹp nhất của Lại Chuyện đã một mình đi tắm suối. Các bạn thấy nha, các bạn chứng kiến nha, diễn viên chính đã bổ diễn lột đồ xuống suối tắm. Chào các bạn. Giữa trưa nắng 38 độ C thì mình đang cùng với các em để đóng một bộ phim về cosplay. Hy vọng rằng cái tập phim này sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm thú vị. Và các bạn hãy like, comment và hãy đăng ký subscribe kênh Lại Chuyện để theo dõi những cái tập tiếp theo, những cái video hay và ấn tượng của Lại Chuyện các bạn nhé. Nào, chúng ta làm một shot nữa nha. Cố gắng nào. Trời, hôm nay quay cái phim gì mà nghe nó mệt quá, nó nắng quá. Dạ anh xử lý nó mà, yên tâm đi. Đánh cũng hay mà. Đánh hay mà đâu hết đít. Té đâu đít. Đít. Hôm nay anh ngồi anh xem là anh thấy mấy pha hành động đó lên kỹ xảo nó là hay. Trời, anh nào quay nữa anh nào. Đang quay. Quay lại hậu trường để mọi người thấy không. Đây là đấy nha. Đây là camera. Minh Nhật. Cameraman. Ok. Còn đây là diễn viên chính nha các bạn. Nữ sinh. Vai nữ sinh này. Em chào mọi người cái. Nhìn đưa tình cái coi. Liếc mắt đưa tình. Đây, một cái cú gimbal nữa này, một cái kiếm cú gimbal. Hơi bị xinh đấy các bạn. Đây. Đây các bạn thấy chưa? Hello mọi người. Mọi người, em đóng rất là mệt. Mọi người coi rồi ủng hộ em nha. Nhớ subscribe kênh nha mọi người. I love you mọi người. Ở Nhật, nãy giờ sao anh không thấy Phương nhờ? Đi đâu rồi? Là chắc là qua kia nghỉ rồi anh ơi. Qua kia nghỉ tới rồi. Hay lên xe nằm rồi. Chắc lên nằm rồi đó. Lên xe trốn nhỉ? Đi tắm suối rồi. Đâu rồi? Đi tắm ngoài suối rồi. Có thấy đâu? Có trên xe không? Đi rồi, đi. Không có. Cái đi giờ xe đâu rồi? Đi xe mà. Không có. Chắc đi đâu rồi? Hay là đi tắm suối? Đi đây tí. Đi đâu á? Lẹ nha. Đi chuẩn bị về đó. Đi đâu? Đi chơi. Hai đứa không biết đi đâu. Hả? Đi, đi đâu? Nó. Đi. Đi. Thấy gì không nhìn. Trời ơi, nó xuống có tắm thật em ơi. Cẩn thận cho nó phát hiện em đi. Em đứng trên đi chưa? Anh cầm gimbal điện thoại xuống á. Anh quay cận luôn. À. Chúng ta cẩn thận chứ không là bứt dây động rừng các bạn. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nha. Mình sẽ tiếp cận đến gần hơn cho các bạn xem nha. Nhật, em đứng bên này nha. Em đứng bên này cho anh. Em lấy cái góc này cho anh xuống trực tiếp. Đây các bạn thấy nha. Diễn viên lột hết đồ xuống suối tắm. Cho các bạn chứng kiến luôn nha các bạn. Phải là diễn viên xinh đẹp của Lại Chuyện nha. Bỏ diễn để xuống đây tắm suối. Cái này người ta gọi là quá nhanh mà quá nguy hiểm các bạn. Trời ơi, vừa tắm và vừa hát là mới ghê kìa.
giờ này rất khó đi. Đây bắt được quả tang nha. Tút điện thoại. Có cái gì mà phải nó đâu mà nó. Có cái gì sexy đâu. Thôi không. Hả? À? Để cho mọi người. Hôm nãy thấy lột đồ để hết lên trên này này. Mà bên trong mặc kín thế này ai nhìn thấy cái gì đâu. Điện thoại của anh mà lấy đâu ra xóa. Đi lại gần hơn này. Ướt đi. Mọi người nhìn nhá. Này là diễn viên chính của Lại Chuyện Đang Tắm Tiên này. Em đứng lên cho mọi người nhìn cái coi. Hả? À, hôm nay là anh cứ ngồi đây anh chờ em tắm này, em ngâm được bao lâu? Ngâm được bao lâu? Hôm nay em tắm được bao lâu đây? Hả? À, đứng lên cho mọi người thấy này, đang live stream này. Thôi giờ anh lên cho. Wow. Quang cảnh như đây hơi bị đẹp ấy. Đây có photographer này. Anh biết mà, bây giờ anh cứ ngồi đây anh chờ em tắm xong. Bây giờ trả lại quần áo đây lên cũng mặc. Có lên không? Bây giờ anh cởi giày anh tắm này. À, bây giờ mình cởi giày mình tắm chung nha các bạn. Lên đi nào. Giờ là men men đi đây. Cái này là men men đi đây. Mình phải lấy cái quần áo này đi nào. Mình lấy quần áo rồi các bạn. Lấy quần áo này nhá. Lấy quần áo lên bây giờ làm gì. Đứng lên cho mọi người xem. Trời ơi thân hình nóng bỏng thế này. Thân một thân hình nóng bỏng mà sao lại không đứng lên men men đi đâu. Đây là một trong những diễn viên là nóng bỏng nhất của Lại Chuyện à. Mặc quần đúng không? Có mặc quần không? Mặc quần thì đứng lên đâu có sao đâu. Đi đây, đi chỗ khác. Bây giờ có hai camera đang bắt này. Đây là camera này này. Đây có thêm camera, hai camera chạy đi đâu đây. Nào tôi diễn viên ơi. Người đẹp. Lên đi. Bây giờ anh nghĩ là em thứ nhất là em vừa có vóc dáng này, gương mặt này, lại là diễn viên coi như là diễn xuất tốt này, anh nghĩ có gì đâu mà phải ngại. Lên đi em, cứ tự tin đi cho mọi người nhìn thấy coi. Nhanh lên. À, sao đạo diễn nói mà không nghe nhỉ. Thôi đứng lên đi. Đứng lên đi em. Thôi bây giờ không quay nữa. Đúng thấy không? Mọi người thấy chưa?
Thôi đi lên nào. Lạnh lắm rồi đó. Đi lên. Anh đi trước lên thay đồ đúng không lạnh? Anh đi trước đi bạn ơi. Trời ướt hết vớ luôn rồi, nãy giờ xanh thì ướt hết vớ luôn rồi. Thôi đừng có quay nữa. Thiệt đó, không phải đùa. Đẹp chưa các bạn thấy chưa? Quá xuất sắc. Như vậy là các bạn vừa mới xem qua một cái hình ảnh, một cái clip rất là thú vị đúng không ạ? Về hậu trường mà chúng tôi một lần ghé qua thác Đăng Điền đã ghi lại. Và hy vọng rằng là những cái clip hậu trường này vui vẻ, thân mật giữa các anh em trong team sẽ mang đến những cái giờ phút thư giãn hài hước cho tất cả các bạn. Các bạn hãy đừng quên đăng ký và bấm like cũng như bình luận những cái phim của Lại Chuyện và ủng hộ cho kênh Lại Chuyện ngày càng phát triển nhé các bạn. Xin chào các bạn.